Hot News Showbiz. Trịnh Sảng đang có mặt ở Mỹ để giành quyền nuôi hai con, tiết lộ nguyên nhân phải thuê người mang thai hộ. Truyền thông Hoa ngữ tối ngày 22 tháng 3 đưa tin đúng 22 giờ 30 phút giờ Trung Quốc, vụ kiện tranh giành quyền nuôi con giữa Trương Hằng và Trịnh Sảng đã được diễn ra tại tòa ở Denver, Mỹ. Lần mở phiên tòa này được diễn ra theo hình thức phát sóng trực tiếp. Theo đó, Trịnh Sảng cũng tham gia phiên tòa xét xử như theo hình thức qua live stream do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ. Trong quá trình xét xử, Trịnh Sảng thừa nhận bản thân cô và Trương Hằng có hai đứa con. Con trai tên Lucas sinh ngày 19 tháng 12 năm 2019, con gái tên Luna sinh ngày 4 tháng 1 năm 2020. Hai đứa nhỏ đều không phải do Trịnh Sảng mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra. Nguyên nhân về chuyện thuê người mang thai hộ được Trịnh Sảng đưa ra là do sức khỏe cô không tốt, tính chất nghề nghiệp nên hàng ngày có hành vi ăn uống thiếu điều độ, trái tim không khỏe. Trịnh Sảng sợ rằng nếu bản thân tự sinh đẻ sẽ xảy ra nguy hiểm nên lựa chọn phương pháp đẻ thuê. Việc thuê người mang thai hộ do Trịnh Sảng và Trương Hằng cùng nhau quyết định vào tháng 12 năm 2018 thì hai người bắt đầu bàn bạc về chuyện đẻ thuê, ở trên mạng tìm hiểu các thông tin liên quan, sau đó so sánh thì lựa chọn hai trung tâm đẻ thuê. Trịnh Sảng cho hay hiện tại mình đang ở một khu chung cư tại Denver, visa cho phép cô ấy ở lại Mỹ 6 tháng. Hiện tại Trịnh Sảng không có kế hoạch trở lại nghiệp diễn, cũng chưa có đi làm công việc gì. Đối với việc quay trở về nước hay không thì để xem con cái sắp xếp sao. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để được cập nhật các tin tức hot và mới nhất của Showbiz nhé.